cậu đã lấy cốt đi. Đời sống sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra. Đó là một khu nhị tỳ ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Khi nhắc đến đây, mọi người ai cũng đều phải khiếp sợ, nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Và một điều đặc biệt ở nơi này, bây giờ thằng Kinh á, ta biến nhẹ. Ủa sao khóc con? Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Và phía trước cô bác quý anh chị thấy đây là một cái khu nhị tỳ, là một cái khu nghĩa địa, là nơi an nghỉ của rất nhiều người mất ở đây. Và hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy đó là chúng ta có thể thấy được rằng người sống đang sống chung với người chết. Cô bác quý anh chị thấy đây là những cái phần mộ như thế này nè. Và trước kia là một ngôi nhà của một cái hai vợ chồng của một người chú sống trên một cái khu nghĩa địa, sống trên một cái ngôi mộ luôn cô bác quý anh chị. Và để tìm hiểu thật hư về cái câu chuyện đó như thế nào, Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Hai ông bà sinh sống và phía trước mặt của bác quý anh chị là một cái căn chòi nhỏ và sống trên mộ như thế này, thì bây giờ sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ con chào cô. Dạ con chào chú. Không biết gì lắm cậu ơi. Biết dạ. Mà mờ mắt đâu có thấy đâu. Dạ. Biết gì lắm biết. Dạ. Cô với chú là ở trên cái khu đất này lâu chưa? Cũng hồi nào giờ ở đây mà. Dạ. Hồi lúc trước thì tôi ở trên vị trí trên đó chú ơi. Rồi người ta quy hoạch ta đuổi đó. Rồi xuống dưới này, bây giờ dưới này người ta cũng đuổi nữa. Cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? 55, ổng thì 69 tuổi. Ông là 89 tuổi ha? Ông xã 69 tuổi. 69 tuổi. À, còn cô này 55. Dạ. Ông, cô với chú là làm cái công việc gì? Tôi bán số nè. Bán số hả? À. Dạ. Còn ổng thì đi lượm da chai với ông Trinh, người ta cho như người ta cho vậy đó. Có mấy người con cô? Có hai đứa mà khổ chú ơi, có chồng cũng nghèo, nó cũng đi làm mướn nữa. Dạ. Không giúp được mình đâu. Dạ con thấy nhà của mình là che tạm bợ quá cô. Dạ tại vì đất nghĩa tỳ đó chú, bên đây cũng mã sao mã cùng hết trơn á, rồi đâu có nói ra đâu được, có nhiều ở nhiều. Mấy cái này là ở chùa người ta làm chùa lại đó, rồi người ta cho cái người này kia xúm lại cất trong ở đó. Cô ở đây mấy năm? Ở đây là mười mấy năm rồi. Ở trên cái khu đất này mười mấy năm? Mười mấy năm, nhưng mà quê hơn xứ sở thì cũng ở đây, nhà bà dạy dược kế bên nè. Dạ. Và bà dược ở là nhỏ lớn là ở đây luôn. Dạ. Như con quá. Thấy dừng tạm bợ quá, mưa thì sao cô? Mưa thì nó cũng tạt chút đỉnh là ở đỡ, chứ giờ nói ra cũng đâu được. Mà nói vô cũng không được, hai bên là mã không. Mà ở đây nó quy hoạch rồi cậu ơi. Tháng 5 này đi rồi. Dạ. Tao lấy cốt rồi mình ở là mình cũng đi hết trơn rồi, đâu có ai ở đây trong được vòng đâu. Đây là mộ con. Mộ không, xung quanh là mộ không. Ở trước nó cũng mộ, ở sau cũng mộ, bên hông cũng mộ. Nói chung ra là bước ra là bốn phía là bên nào cũng có mộ hết. Chỗ ở dưới này có mộ không cô? Nói chung ra là có luôn, nó lạng á. Trời. Lạng đó. Bây giờ hết chỗ rồi, ở đỡ chứ sao giờ. Nhà người ta đuổi nữa rồi cậu ơi. Sao cô không muốn trọ hả? Muốn trọ là mình lo không nổi. Lo không nổi hả? Tại vì số này là số lãnh thiếu. Dạ. Ta lãnh cho mình thiếu đó. Dạ. Thì mình bán hết thì mình lãnh thêm. Ngày cô bán được nhiêu tờ? Lãnh 50 vé nè. Rồi bán hết mình lãnh thêm 50 vé nữa. Dạ. Cái đó là lãnh thiếu, người ta lãnh giùm cho mình đó. Thì hằng ngày cô chú nấu ăn nấu uống rồi tắm rửa đâu? Có nhà nhỏ em kế bên. Ba nhỏ em. Nhiều khi ổng ít có ăn lắm, rồi tôi đi bán tôi gặp đâu tôi ăn đó. Dạ. Cái tối về cái mưa lộng cộng không khóc chị hai ông bà ăn. Con chào chú. Điếc dữ lắm, hai bên luôn. Ổng bị tiểu đường nữa đó chú ơi. Trời ơi. Đó, ổng là ổng khóc à. Chú hỏi đó, ổng là ổng khóc vậy đó, ổng bị dây thần kinh đó. Tai biến nhẹ. Ủa sao khóc con? Dạ, ổng bị tai biến nhẹ đó, rồi chú hỏi đó, ổng là ổng khóc, bất cứ ai hỏi ổng cũng khóc trơn á. Hồi nào giờ bệnh đó giờ là vậy luôn á. Là bao lâu, chú bị bao lâu vậy rồi? Mười mấy năm rồi, đâu có làm ăn gì. Hồi đó ông thợ ông ra đó, ông chữa ông ra á. Rồi tự nhiên phát bệnh lên, cái hai mắt ông mờ, bắt đầu đi khám là nó bị tiểu đường luôn. Dạ. Bị tiểu đường rồi cái từ thiện người ta kêu đi ra thành phố á. Rồi mổ mắt cho ông bị mờ đó, giao mãi cái mổ người ta nói đường quá trời, người ta không dám mổ, cái đi về. Ta cho ông 500 ngàn về tới nhà nè, ông khóc từ thành phố dài về đó. Ông nói tại sao ông bị vậy mà ta không mổ mắt cho ông. Người ta nói với ông là ông bị tiểu đường, mổ không được. Rồi ông khóc. Cô dạ. Ở mười mấy năm rồi? 11 năm rồi. Sao chú cô không ở với con của cô? Nó đi ở, nó đi làm mướn cho người ta. Mình ở bên chồng sao mình ở được.
ở bên chồng đó. Hai đứa con gái hay con? Ờ, đi làm mướn hết rồi. Cô hai người con hả? Hai người con gái đi làm mướn hết trơn rồi dạ, chú ơi. Nên ở bên chồng mình ở không có được. Không được, mà ở bên chồng nó, ở bên chồng nó sao mình ở được. Trước khi ở nhị tỳ này thì cô ở đâu? Ở trên nhị tỳ trên. Rồi trên đó người ta đủ rồi xuống như này, này đủ nữa nè. Ôi, nghĩa là cô đã gắn bó với lại gắn bó với mấy người ở đây không à. Con nói thiệt với cô, nãy con quay ở đây, con lại bước đây con nổi da gà luôn á. Bây giờ nó là mã không? Bây giờ mấy cái mã mà lạng lạng đây nè chú, là nữa ta lấy hết trơn. Bây giờ năm nay ta đâu có dọn dẹp đâu ai mang mã đâu. Lấy cốt ông bà ta lên đó, nhà nước kêu á, lấy hết trơn toàn bộ lên luôn mà. Cả ngàn cái mã. Ôi ơi. Ở đây cả ngàn cái mã. Cô hỏi thiệt cô sống thì cô sợ không? Lúc đầu xuống mình ở mình cũng sợ lắm. Rồi từ từ làm như nó quen, nó nhát với cô quen luôn. Bị nhát luôn. Nhát. Nhát sao cô? Như tối mình ngủ rồi nó khìu, nó móc, nó nói chuyện thì sợ, sợ lỗ tai ngủ không được. Trời. Vì cái chỗ này mà ổng ngủ mình lên, ổng tôi qua ngủ với em luôn đó. Thí dụ để tôi kể chú nghe, ổng thì ổng bị điếc hai bên. Nó kêu ổng á, nói xì xào xào đó. Và ổng thì ổng điếc đâu nghe, ổng ngủ được. Còn như mình nè, tối chú thức. Rồi xì xào xào, sáng chú thức chú bán đâu có được đâu. Là phải đi kiếm chỗ ngủ, còn ổng ngủ đây á, nó giật giò ổng, khiều ổng, giật giò ổng, làm hoài. Thì sáng ra hoài ổng nói tôi, ổng nói sao khiều giò hoài ổng ngủ không được. Là mấy người đó đó, mấy người dưới này nè, ở đây chứ nhóc chứ. Trời ơi. Tôi nói thiệt à, phải nói chơi đâu, nói thiệt đó. Dưới này hả cô? Nhóc hết, nó lạng đó. Cô... Cái này là, ở đây chỗ này là chú biết không? Hồi lúc mà đời tôi chưa có đó, cả trăm năm rồi, giờ chắc chồng lên như nè. Vậy cả khoảng 10 năm nay là người ta không có cho chôn nữa đó, thiêu không đó. Chứ mà còn cho chôn nữa là chôn nữa đó. Ta đâu cho chôn nữa đâu, ta đem đi thiêu hết. Nó bây giờ mấy cái mã ở đây chưa sạn lấy cốt hết rồi. Sao cô vô mà. Ở đây thấy nguy hiểm quá. Chứ bây giờ không có chỗ bắt buộc con cũng phải ở thôi. Đó mấy ngày đây nè cũng mã không sao hè. Lấy cốt không mà cắt lên đó. Nói thiệt mà, lấy cốt không đó. Là hằng đêm liên nào bị nhát ngủ không được. Đó, bị nhát. Rồi thậm chí bằng đêm nói gì, bằng ngày cũng bị luôn. Tôi đi bán số gì nè. Cũng tháng này là mưa lâm dâm vậy đó. Cái tôi qua tôi lấy đồ cho cháu tôi. Là thấy cái bóng nhỏ đó nó phớt ngang. Nó phớt ngang mà tóc nó dài nó phớt ngang là... Thì mình thấy cái bóng đó. Đẩy vô bụi chuối hồi nào không hay. Nói chừng cái bà kế bên nó thấy bà la lên là khiêng vô nhà là không biết chứ. Nó xô nó vô bụi chuối luôn. Mà người ta thấy gì ta sợ quá, ta đốn chuối, ta trồng ba cái mía. Kế bên nhà sao hè nè. Ở đây chỉ có mình cô thấy thôi hay là số. Cũng có nhiều không? Người lắm, nhiều người thấy lắm. Có người thì bưng đi ngang á, bưng xôi đi bán á. Thấy trần trần như là liễn thoi xôi chạy luôn. Còn một người thì đứng á, đi ngang cái đường lộ này, ở trong đó nó ngoắt vô. Hết hồn đi luôn, không dám ghé. Mà tôi thì bị thường là nhất, tôi là bị nhiều nhất. Tại mình yếu con vía đó. Cô nghe mà cô bán nhiều tờ, cô kể cái câu chuyện đó, con nghe, con... Thì cô nói là cô bán 50 vé đó. Ừ, hết rồi cô lãnh thêm. Rồi lãnh thêm là cái tiền của người ta đưa đó. Nhưng mà nói nghe ra hôm qua người ta cũng có cho tiền. Giờ cô trả cho người ta cái tiền thiếu đó, mình lãnh là tiền mặt mình bán. Thật sự rồi là cô, gì? Con hỏi cô là ví dụ cô ở như thế này nè, chỗ này nè. Dạ. Thì con cái của cô á, rồi có lo lắng cho cô không? Ví dụ như có kẹt tiền vậy đó, nó gửi nó lãnh lương mà cũng ít mà. Lãnh này cho 500-700 vậy đó, đắp tỏi vậy thôi chứ cũng có đâu có dư. Nó cũng khổ, nó còn con nó nữa chú ơi. Rồi trả tiền nhà trọ nó tùm lum hết trơn. Dạ. Bây giờ người ta thương tình, người ta nói người ta cho chỗ, cho cây, cho lá thế cắt lên kìa. Mà ở đâu được, nhà nước ta đuổi rồi. Nước đã đủ hết trơn rồi, chú cắt lên nữa. Cô có ngủ dưới này luôn hả? Cô về bên em gái ngủ. Cô qua đây ngủ, ổng ngủ đây. Qua chỗ nào cô? Nhà em kế bên nhà ngang đó đó. Nhà bên? Cái đây là bên, hồi đó đây là nhà của bà dạy ruột nè. Nhà này nhà của thằng em. Đó, tối tôi sợ quá thì tôi qua đó đó. Ổng thì ở đây. Chứ nói chung giờ... Qua nó cô bị đỡ nhát hơn hả? Qua đó là không, đông người làm như nó. Tối mình ngủ mình đốt nhang này nọ nó đỡ. Còn đây, ở đây mới giữ. Không ai dám ngủ đây đâu. Ổng điếc lát nó kêu cũng đâu cũng nghe. Ổng điếc nặng luôn, điếc hai bên luôn mà. Tại thảm khổ lắm chú ơi, nói thiệt, không phải nó dốc đâu. Khổ lắm. Chú là năm nay con nói nhiều con quên, nó tiêu. 69. Ổng tuổi tỵ đó, còn tôi tuổi mùi 55. Lớn hơn cô nhiều hơn. Dạ. Yeah. Hồi đó ổng thợ sửa không ra đó. Cô ngày xưa cô làm công việc gì? Cũng gì không, buôn bán không à. Bán hồi đó cô hả? Bán... nấu bún nấu đồ bán đó rồi ế ẩm quá rồi nghỉ rồi cái người ta nói thôi để lãnh với số cho người bán là bắt đầu bán luôn tới giờ đó. Bao nhiêu năm rồi cô?
bán cũng mấy năm, bán số là cũng mấy năm, bươn chải đủ thứ chừng chú ơi. Trước khi mà cô ở khu nhị tỳ này á, thì cô ở khu nhị tỳ ở trên kia. Dạ. Thì ở trên đó là bao nhiêu năm? Ở trên đó cũng cả 10 năm ạ. Tại vì quê hương xứ sở hồi nào giờ ở đây mà gốc gác ở đây luôn. Nhà bà già đó, thiệt sự là nhà bà già ruột bên đó. Chú thấy hoàn cảnh gia đình nhà bà già. Nhưng mà cô gắn bó với lại cái nơi này á. Là tính ra là nhỏ tới lớn luôn. Hồi nhỏ tới lớn là địa phương ở đây, lỡ ở đây. Ở trên đó rồi xuống đây, ở đây rồi lên đó cũng có nhiều đó. Hai chỗ này không ở đâu được hết trơn. Dạ, Nhị Tỳ không. Là cái số cô ở Nhị Tỳ rồi. Ở đâu không gặp Nhị Tỳ không à. Giờ xuống đây ta đuổi nữa nè, lấy cốt này đuổi hết trơn ở đây. Cô vậy, có muốn gì không? Giờ cô muốn cũng như là có người ta giúp cho mình, có cái đồng tiền mình buôn bán hay là mình làm gì đó. Cậu ơi, chứ giờ khổ quá trời, nhà cắt lại không được rồi đó. Người ta không cho cắt ở đây rồi, đi hết cái trơn. Cái nhà này là ai cắt cho cô? Cô nói là mấy không phải từ thiện, như mấy cây này là xin ở chùa Thiết rồi, xin ở chùa nè. Giờ sớm đó mấy đứa cháu xúm lại cắt trống, đóng đại vậy đó chứ. Có cắt gì đâu đó chú dòm đó. Cây này Thiết kia mấy đứa nó gồm mấy đứa cháu sớm nè nó làm giùm đó. Chứ đâu có thợ thầy đâu, nhà này mà đâu có cần thợ thầy gì. Nhà cô cho... là con thấy là khoảng đây vô đó là khoảng 3 mét. Không biết chú, không biết mấy mét ta cắt đại, ta cắt sao mình nói vậy đi. Giờ chứ không biết mấy mét nói. Có nghĩa là cô nơi đây thì chỉ tá túc để ngủ thôi. Còn dạ, việc ăn uống thì cô với chú tự túc hết. Có tự túc. Rồi tắm rửa thì nhờ nhà bên kia. Có nhà nhỏ em đó, thằng em bên đó đó. Dạ. Khi tôi đi bán là cái tôi mua về cho ông ăn, mua cơm hộp, cơm tương đó chú. Dạ. Hộp có 10 ngàn hả? Nó bán là cái tô nè, đồ ông ăn. Ăn xong cái chiều khi tôi đi bán tối vậy nè. Cái chiều cái tôi mua bọc hủ tiếu gõ hay gì đó về cái cho ông ăn. Hay dạ, bánh mì gì đó cái rồi. Con thấy con cái ở xóm mình đông quá không? Hết trơn, đủ hết trơn rồi chú ơi, đông lắm nhưng mà đủ hết trơn, Nhị Tỳ không á. Nói chung ở đây là người ta lấy cốt. Mấy người người ta có tiền người ta lấy cốt lên hết, cái người ta xin ba cái lá dụng người ta đổ xuống. Đổ xuống cái làm lên cắt lên ở. Rồi chừng nào nhà nước đủ đủ chứ giờ khổ quá người ta cũng phải ra đây thôi. Còn dòng đó là mổ không? Người khác người ta lại lấy cốt rồi. Ừ. Rồi sau đó là mình đi xin ba cái mấy nhà tường người ta đập rồi bể là kêu bằng cái gì đó. Ta lắp xuống. Ừ, mình khiêng về mình đổ là... vô. Gia đình mình làm thì tự mình bưng về mình đổ vô mình làm nền lên ở. Nói vậy đó, mấy nhà đây vòng vòng đây là vậy không đó. Ở đây cũng vậy. Rồi đó ở đây là hai cái lỗ cốt nè. Rồi đi xin bá thang đá đó chú. Cái này hả? Nè, thang đá nè, xin thang đá đổ lên. Vẽ đi lâu ngày nó vẽ xuống cứng xuống lở. Thời nếu như mà mưa rồi sao cô? Ở đây mưa rồi sao? Mưa thì chắc nó dột quá chú ơi. Nhưng mà dột không dột thì cũng phải ở thôi, giờ đâu có sửa được. Dạ. Ta đuổi mà đâu có sửa được đâu. Dạ. Nhà nước lấy lại cho người ta nói mình ở đó cô, người ta ra lấy lại. Nếu mình đi người ta có cho tiền di dời á, mà hỏi chú, ví dụ như nhà người ta bự á thì người ta được tiền di dời nhiều, còn như nhà gì sao di dời có tiền. Cho 50 triệu di dời. Chứ cũng không có cho nhiều đâu. Cô năm nay thì cũng lớn tuổi rồi, mà sống ở cái khu này cô cảm thấy có mình có buồn cho cái số phận của mình. Có, buồn số phận là buồn chứ hoàn cảnh là bắt buộc phải chịu thôi chú ơi. Chứ giờ con mình nó cũng ở bên chồng mình cũng đâu ở chung nó được. Nó cũng đi làm mướn làm thuê rồi, lớp nó lo con, nó lớp nó lo nhà trọ nữa. Nó cũng đâu có lo cho mình nhiều được đâu. Có không gửi tiền cho cô hả? Cũng có gửi nhưng mà gửi chút đỉnh thôi, nó bằng ngày cho người ta gửi chén, gửi bát hay lại gì, nó mướn bưng bún đồ đó. Hỏi chú làm nó có nhiêu. Nó còn nuôi con nó nữa. Đứa nào cũng hai đứa con hết rồi. Mà khổ. Cô đâu có đất cát gì ở ngoài hả? Không, không có miếng đất nào lộn luôn. Nào giờ lại nói chú ở Nhị Tỳ không đó. Dạ. Không có đất gì chứ. Ví dụ như có người mà tài trợ nguyên một cái nhà trọ nguyên năm cho cô chịu không? Dạ. Mướn nhà trọ cho cô ở nguyên năm đó cô chịu không? Ở nguyên năm. Ừ. Ô, cũng làm phiền tao quá chú ơi. Làm phiền lắm. Cô không chịu hả? Dạ không. Cũng có người người ta nói để người ta giúp đỡ gì đó mà tôi cũng từ chối. Sao vậy con? Thôi. Người ta chịu giúp đỡ. Đấy mà. Tôi nói kể cái hoàn cảnh mà tại sao tôi không chịu là cho chú nghe. Tại vì hồi đó bà dì tôi đó, bà cũng khổ như tôi vậy đó. Rồi người ta cũng nói người ta mướn cho cổ ở. Nhưng mà thật sự người ta cũng có mướn. Giờ sau khi này là bà bị bệnh mất đó. Chủ nhà trọ ta đuổi. Ta không cho đó.
Nếu đỡ như ổng nè, ổng mất rồi, người ta cũng đâu cho ở đó đâu. Cũng phải cho tôi đi chỗ khác rồi. Khổ lắm. Mấy nhà trọ mình bệnh hơi hơi thôi là người ta cho mình đi rồi. Ta kêu mình đi chỗ khác ta đi. Sợ mình lấy. Sợ mình chết trong nhà trọ người ta. Bởi vì tôi đó, tôi biết. Ta khổ. Mình lớn tuổi thôi không cho ở. Dạ. Ở thì sợ có gì chết trong nhà người ta, người ta không chịu. Sao nước mắt cô gớm lại rồi? Thấy mình tuổi thôi. Cô lúc vậy thì lúc mà cô làm xui thì có như tì thì cái việc mà xui da này đến thăm này sao cô? Chấp nhận đó. Tại vì thằng rể nó thương con mình, nó chấp nhận hết. Mình xui người ta có làm khó làm dễ gì. Người ta cũng nghèo, mình cũng nghèo. Nhưng mà cái nghèo của người ta là có chỗ người ta ở. Cái nghèo của mình không có chỗ ở. Tao cũng thông cảm. À, bên xui cũng nói là nó thương rồi chấp nhận. Tụi nó sống thương nhau ở làm gì nó làm. À, nói chung hai đứa gái tôi cũng ít có ở bên chồng. Từ lúc rồi tụi nó đi kiếm chỗ tụi nó ở rồi nó làm mướn cho người ta. Cũng ít có ở bên chồng. Cô sớm ở đây cô có thường thắp nhang không? Có, tối là thắp nhang. Thắp nhang ở trong nhà hay là trong nhà? Mình để trước cửa rồi là mấy cái bộ bia đó chú. Thắp mấy cây nhang lên cho người ta. Nói chung ra người ta cũng ít có phá mình. Vì khi mình sợ mấy cái hồn nhỏ đó, mấy đứa nít đó, nó chọc ghẹo phá mình vậy thôi. Chứ mấy người lớn tuổi nói chung đi đầu thai hết rồi. Những mấy đứa chết quang rồi đó là nó phá hơi hơi vậy thôi. Còn những mấy người lớn tuổi là nó đi đầu thai hết rồi. Cô chỉ sợ ngủ không được nên cô mới qua đi ngủ cho không có sợ không? Tại vì muốn bán 5 giờ tôi đi bán rồi. Bán tranh thủ bán đó, đừng mình hết mình lãnh thêm. Thành ra là đêm mình thức rồi sáng thức không nổi. Đó mấy chú giờ này là tôi lãnh tôi bán 8-9 giờ tối tôi mới về đó. Là cô bán này là cô vừa nuôi chú luôn. Dạ. 50 tờ thì đủ sinh hoạt cho cô với chú không? À, hết này lãnh thêm. Hết này lãnh thêm mà bữa nay tôi lãnh được 60-70 tờ tại về sáng. Hôm qua mấy chú vô cho tiền đó. Rồi tôi nói với cái người thiếu đó. Thôi giờ tôi không có lãnh thiếu nữa, tôi lãnh mặt. Dạ. Tại mấy chú cho tiền rồi, lãnh mặt. Hôm qua vô cho được 1,000 đó, lãnh mặt. Còn ông đó nói, trời bữa nay có tiền ha. Tôi nói trời không có giấu gì ông ơi, người ta mới vô người ta cho đó. Cái nó hơi lãnh tiền mặt. Này là cô, cọc số này cô lãnh mặt rồi ha. Ờ, cái này là lãnh nè. Dạ. Nó mới lãnh đó. Cái này cho bán ngày mơ sổ nè chút. Dạ. Ngày có lội sao? À, hồi năm rồi á chú. Hồi năm rồi á tôi còn lội cũng như đi đường này đường kia mà lội giết rồi làm như nó đuối nó mệt 2 giờ rồi tôi bán vòng vòng. Cô đi vòng bán chợ. Dạ. Với vòng vòng lên đường trên này nè, với xuống này chút xíu rồi tôi đi về. Không có đi xa được. Cô bán bằng xe đạp hay đi bộ? Bể dặn hết trơn rồi. Hôm đó là chạy xe đi rồi bể 2 cái ruột rồi nè. Nó mè mèo mè eo gì hết trơn rồi nè. Nó đụng ruột rồi 2 vỏ rồi. Là 2 cái này đã ăn 100,000-200,000 vậy. Dạ. Rồi thôi đi bộ luôn. Đi bộ bán luôn. Dạ. Dạ. Nghe cô chia sẻ thấy thương ghê á. Cái đó là nói thật lòng chứ không phải mà nó dốc nó láo gì để cho chú quay đâu. Dạ. Mấy chú này cũng biết nè. Dạ. Nói thật lòng. Bây giờ ước có một cái chỗ nợ ở chỗ này an toàn là được ha. Dạ, chứ giờ nói về nhà trọ thì nhiều khi ổng nè. Mình nói không phải mình chù chồng mình 100 tuổi rồi chú. Nhà trọ nó không có chịu cái vụ đó. Nó không có cho ở. Mình chỉ bệnh nằm nhà thương thôi là nó muốn lấy nhà trọ lại rồi. Tại vì ở đây cũng bị nhiều người lắm nè. Rồi sau này 100 tuổi già thì cô chú sao? Cái chuyện đó cũng không biết sao. Dạ ăn thôi thì số phận thôi chú ơi. Dạ. Số phận. Quá khổ. Con gái có mà giúp cũng không được. Ghế nó cũng nghèo rồi. Dạ. Hôm nay lần đầu tiên mà con gặp cô với chú mà sống ở trong cái khu nhà, khu nghĩa địa như thế này. Dạ. Mà ở trong này nóng nực với lại đầy gãy sự khó khăn. Dạ.
Thật sự là chú đó đó, chú biết dành, tôi không nói dốc đâu. Dạ. Hồi đó ổng sửa xe ông ra thiệt. Bây giờ ở nhà trọ cũng không chịu ở. Và bây giờ chỉ giúp cho cô có tiền bao nhiêu số qua ngày thôi. Dạ, chứ giờ ở mướn nhà trọ thì tôi nói với chú nãy giờ hoàn cảnh vậy đó. Dạ. Chú thích uống cà phê hả? Ừ, ổng uống cà phê ngày mấy ly đó. Ừ. Uống lắm. Dạ. Đi xin chừng 10 ngàn là quẹo vô quán kêu ly cà phê uống hết 6 ngàn à. Xin người ta cho. Xin đi lượm. Lượm cái trái nè. Lượm nha chai về bán. Dạ. Là uống cà phê hút thuốc. Nó nhiều khi mình bán vé số cái ế cũng có, giờ người ta mua thiếu á, cái chiều có đâu có tiền đâu, chạy mượn nào là người kia đắp vô. Yeah. Rồi mua cái mời người ta mới trả, chứ bằng bán mối đó. Chiều mượn nào này đắp lại vé số, giờ bán rồi mời người khác trả, rồi trả lại vé số, vậy hoài. Hôm nay thì con đến đây cũng vào dịp dặn chiều như thế này, nghe cô chia sẻ với cuộc sống của mình rất khó khăn. Dạ. Thì con cũng đồng cảm với cô. Thì con không biết nói gì hơn. Con chúc cho cô có nhiều sức khỏe để có thể mưu sinh để nuôi chú. Dạ. Thì ước nguyện của cô là có muốn thêm tiền, có tiền để mà lấy số tiền mặt. Dạ. Để cô bán đỡ thiếu nợ cho ta. Mà sống nơi này thì cô nói nhà trọ không biết, con không biết giúp đỡ cô như thế nào. Hôm nay thì con đến đây, con thay mặt cho cô An là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Gia đình của cô An ơi, Việt Kiều Mỹ, con gửi cho cô 1 triệu đồng ha. Dạ. Để này cô có thể chi phí lấy tiền vé số. Cô có thể cô lấy tiền mặt để cô bán. Dạ. Nha. Cũng gửi lời cảm ơn cô An. Dạ. Chúc cô An được nhiều sức khỏe. Giải sự như ý. Thôi con chân thành cảm ơn cô. Con dạ. Chào ông, con về nha. Điếc gì lắm không nghe. Con chào ông, con về nha. Không nghe. Con về nha. Điếc gì đó, mà khóc nữa. Đó. Hỏi cho ổng làm gì đó. Ai hỏi gì cũng khóc gì vậy đó. Khóc hoài vậy đó. Ai hỏi ông cũng khóc vậy đó. Này nè, xuống gặp cho ổng khóc rồi ngó chỗ khác không dám dòm. Tai biến nhẹ, ổng bị tai biến, từ ngày bị tai biến tới giờ là ổng vậy luôn.